Tuy đã là ngày Giáng sinh và còn vài ngày nữa là đón năm mới, người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày dài làm việc. Kéo lê túi hàng trên sàn bếp, đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em đã trải qua ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mà mẹ mới dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà. Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày. Bây giờ nó đâu? Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa trẻ. Mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé rung lên vì sợ. Nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ đã la rầy đứa con của mình, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao. Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ nó, bà càng cảm thấy bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng, cảm thấy cáu đến phát điên. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết "Con yêu mẹ" được viền bằng một trái tim. Và giờ đây, bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn còn đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ và đối với tất cả mọi người. Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường.